Chuyện chiến lang ở rể. chương 761, mày dám chơi tao à? Lệnh bài thánh chủ, chớp mắt một cái, cả người NATO đơ cứng, hoảng sợ kêu lên thất thanh, anh ta nhìn lệnh bài trên mặt đất, cơ thể vô lực ngã ngồi trên nền đất lạnh giá. Lệnh bài màu vàng, có vẻ như nó được chế tạo bằng đồng, mà hiện tại, mặt trái của lệnh bài có khắc một chữ Tây. Ở trong thành phố này, Hotsis là người thống trị toàn bộ thành phố, dưới chướng Hot có bốn vị thánh chủ ở bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Lúc trước, khi Lê Văn Vân đặt chân vào khu tội ác, mục đích chính thời điểm đó của anh là ám sát thánh chủ khu vực phía Tây, người đó vốn là một siêu cấp. Cuối cùng, Lê Văn Vân đã dùng thân phận đỉnh cấp đi khiêu chiến với ông ta, và sau khi giành chiến thắng trước người đó Lê Văn Vân chính thức trở thành thánh chủ khu vực phía Tây. Mà lệnh bài thánh chủ cũng đã rơi vào tay Lê Văn Vân từ lúc ấy. Sau khi nói một câu với NATO, thì ngay tức khắc, một đám người đằng sau ai nấy cũng bắt đầu tỏ vẻ kinh hãi. Mắt bọn họ lúc này dường như đã dán chặt vào miếng lệnh bài nằm trên mặt đấy, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể ai nấy cũng phải run rẩy. Người của Phất Lai, đặc biệt là những người thuộc đỉnh cấp, trước đó đều từng giao chiến với Lê Văn Vân. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ chưa từng nghĩ Lê Văn Vân và người trước kia lại là cùng một người, hơn nữa đại đa số mọi người đều chưa được thấy qua dung mạo của Lê Văn Vân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà trong suốt 5 năm trở lại đây, Lê Văn Vân cũng chưa từng xuất hiện ở thành phố này. Vậy mà lúc này, lệnh bài thánh chủ của khu vực phía tây lại xuất hiện thêm lần nữa. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân đang đứng trước mặt, trong óc mỗi người hiện lên một bóng người, sau đó, bóng người ấy dần dần trùng khớp với người đang đứng trước mặt họ. Đúng là anh ta có người hoảng sợ kêu lên thất thanh sau đó không làm chủ nổi bản thân cơ thể tự động lui về phía sau một bước bóng người đó sát phạt quyết đoán hồi đó khi thành danh ở khu vực phía tây đã tạo ra một cơn lốc trong toàn khu tội ác mà người đứng đầu phật lại hiện tại của bọn họ dường như trước đó đã từng bị lê văn vân phế truất cuối cùng phải trốn khỏi khu tội ác sống chui rúc trên một đảo nhỏ trong rừng rậm mãi đến khi lê văn vân rời đi mới có người dám chạy tới tìm rồi đưa ông ta trở về mà hiện tại người này lại quay về rồi anh trở lại đây và cầm theo lệnh bài thánh chủ hơn nữa còn tìm thẳng tới tận cửa sau đó ra tay có người lặng lẽ lui ra ngoài lén gọi một cuộc điện thoại về cho phất lai mà lúc lê văn vân tới đây anh cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ để lộ thân phận trước mặt phất lai anh bước từng bước chậm rãi đi về phía nato nato nghĩ tới danh tiếng của lê văn vân khi trước cả người ngồi bệt dưới đất trên trán mồ hôi chảy đầm đìa Cơ thể thì đang không ngừng run rẩy. Tôi, tôi, miệng anh ta liên tục mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời dù chỉ một chữ, anh ta liên tục lùi về sau, giờ phút này đây, sự sợ hãi đã bao trùm khắp khuôn mặt anh ta. Anh ta biết rõ, 5 năm, năm trước, thời điểm đối đầu với người đàn ông này, bố anh ta đã bị hành thảm hại đến cỡ nào. Anh, bọn họ chỉ là hai kẻ nghèo hèn, tôi không biết. Tôi không biết họ có quan hệ với ngài, tôi anh ta sợ đến nỗi ứa nước mắt lê văn vân tới gần nato lại càng sợ hơn sợ tới nỗi đái ra quần đưa người ra ngoài cho tôi lê văn vân lạnh giọng nói nato vội gật đầu một người té ngã lộn nhào vẫn vội bỏ dậy chạy vọt vào bên trong cố bạch hơi không yên tâm nên đi theo sau người kia chạy vào bên trong biệt thự chỉ còn lại mấy người lê văn vân đứng ở đó trong khoảng thời gian này phạm nhược tuyết cũng đã hiểu hơn về thành phố có kinh ngạc nhìn về phía lê văn vân Thời gian này, Lê Văn Vân thật sự có phần kín tiếng, mà lúc này, vào khoảnh khắc Lê Văn Vân ném lệnh bài thành chủ trong tay ra, cô mới hoàn toàn cảm nhận được ở thành phố này, Lê Văn Vân có uy quyền đến mức nào. Chỉ mới ném ra một miếng lệnh bài thôi đã đủ khiến toàn bộ đám người bên phất lai lùi về sau, không một ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Như vậy đã đủ thấy được uy quyền của Lê Văn Vân. Trên thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng Lê Văn Vân ở quá khứ, cô đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần rồi. Có điều, mỗi lần nhìn thấy Lê Văn Vân đối diện với mấy tình huống kiểu này với thái độ thong dong bình tĩnh lại khiến cô có cảm giác nhịp đập trái tim mình đang không ngừng gia tăng. Vài phút trôi qua, một tiếng giống giận dữ vang lên. Mày dám chơi tao à? chương 762 đúng vậy, thật đáng giận. Bên trong biệt thự, tiếng giống to của cố bạch vang lên, ngay sau đó, một bóng người chạy vọt ra từ bên trong biệt thự người lao tới thật sự chính là cố bạch. trước mắt một cái anh ta đã lao thẳng tới trước mặt nato. ngay giây tiếp theo, anh ta nhấc cao một chân lên, không do dự đá thẳng vào mặt tên nato kia. bob advertisement nato hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể anh ta bị một chân của cố bạch đá bay lên. nhưng dường như cố bạch không có ý định dừng hành động của mình tại đây. ngay lúc nato bị đá bay lên không trung, anh ta dùng một tay bắt lấy chân nato. Sau đó ấn đầu Nato đập mạnh xuống nền đất. Bốp. A. À. Tiếng kêu thảm thiết của Nato vang lên, anh ta có cảm giác xương cốt toàn thân mình dường như sắp tan tành. Anh ta nằm bất động trên đất, miệng há ra kêu thảm thiết, khắp mặt đều là máu tươi. Lê Văn Vân cũng không hứng thú, mà ngược lại, trong lòng anh hơi hơi trầm xuống. Khiến Cố Bạch tức giận đến như vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là tình trạng hiện tại của vợ chồng lại Tuấn chắc hẳn rất tệ. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một người bước ra từ căn phòng, bọn họ đưa theo hai vợ chồng lại Tuấn. Mà trong khoảnh khắc Lê Văn Vân nhìn thấy hai người bọn họ, đôi đồng tử của anh đột nhiên co rút lại. Còn lại dính, cô bé xông ra khỏi người chiết thu vu, khóc lóc chạy về hai người kêu lên, bố ơi mẹ ơi. Phạm Nhược Tuyết vội vàng chạy tới. Nhìn thoáng qua vợ chồng lại Tuấn lúc này, quá thảm, quần áo trên người bọn họ chỗ nào cũng rách tung tóe, tóc ướt rầm rề, hiển nhiên là bị nhấn xuống nước, khắp người nhuộm màu máu hồng, bị máu tươi nhuốm hồng cơ thể. Mà lúc này, cả hai đều nhắm nghiền đôi mắt, không biết là đang hôn mê hay đã chết. Keng, Trương Vãn Hà không do dự rút thanh đao ra, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, tôi phải giết anh ta. Đúng vậy, thật đáng giật. Chỉ vô tình làm bẩn một chút ở giày, mà tên NATO này lại dám hành người ta ra nông nỗi này. Lê Văn Vân không nói gì, người này có chết cũng không hết tội. Dừng tay, đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng tới gần, sau đó từ trên trời đáp thẳng xuống sân biệt thự, ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Văn Vân đứng bên kia, đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, mở miệng nói, Lê Văn Thanh, tha cho con trai tôi một mạng, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng cậu. Lê Văn Thanh là cái tên mà Lê Văn Vân sử dụng khi ở thành phố này 5 năm về trước, ngoài một số người biết tên thật của Lê Văn Vân thì những người khác ở đây dù có tiếp xúc với Lê Văn Vân 5.000 năm cũng đều nghĩ tên anh là Lê Văn Thanh. Đây cũng là lý do vì sao khi Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh rất thất vọng khi biết tên thật của Lê Văn Vân. Người mới đến là một người có khuôn mặt phương Tây, nhìn dáng vẻ có lẽ chạc 40 tuổi, ông ta mặc một bộ vest, đi giày da, trông hệt như một quý ông. Người này đúng là Phất Lai, là thế thủ lĩnh của thế lực lớn nhất khu vực phía Tây hiện nay, đồng thời cũng là người đứng thứ ba trong địa bảng và hiện tại là người đứng đầu thiên bảng giang giác khoảnh khắc ông ta xuất hiện tại nơi này lý thu hừ lạnh một tiếng phải bọc súng bắn tỉa trên lưng rơi ra anh ta trực tiếp cầm súng trên tay họng súng nhắm thẳng vào phất lai liếm liếm môi nói đại ca em cảm thấy phất lai này đã dạy ra một thằng con trai đáng ghê tởm như vậy cũng nên giết luôn đây chỉ là một hình ảnh nhỏ bởi vì một người vô tình làm bẩn dày anh ta mà anh ta sẵn sàng lôi người ta ra tra tấn thành ra thế này. Vậy thì trên tay anh ta trước giờ không biết đã giết bao nhiêu mạng người, loại người này không đáng được sống. Trương Vãn Hà nói với giọng nhàn nhạt, đồng thời, một tiếng khen vang lên, cô ấy rút đao ra. Phất Lai nhìn Lê Văn Vân, tuy trong lòng ông ta đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố cắn răng nói, Lê Văn Thanh, cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo chuyện này sẽ tuyệt đối không xảy ra trong tương lai nữa. Cậu muốn gì cũng được. Chỉ cần tôi có, tôi đều cho cậu hết. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi cầu xin cậu hãy cho nó một con đường sống. Lê Văn Vân nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết, lúc này Phạm Nhược Tuyết đang kiểm tra toàn thân vợ chồng hai người lại tuấn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân, mở miệng nói chảy nhiều máu, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Lê Văn Vân gật đầu, anh lại nhìn về phía phất lại thêm lần nữa, hờ hững nói cái mạng này của cậu ta, ông giữ không nổi nét mặt phất lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, lạnh giọng nói, Lê Văn Thanh, ở thành phố này cậu không ít kẻ thù đâu, cậu nên nghĩ kỹ đi, nếu tôi truyền tin tức cậu đã trở về đi khắp nơi thì... Nếu ông dám truyền tin ra ngoài, tôi sẽ lập tức bắt ông, và cả mấy người anh em của ông, giết sạch. Lê Văn Vân cong môi cười, nơi khóe miệng hiện rõ vẻ khát máu. Cố bạch, ra tay, sứt lời, Lê Văn Vân hờ hững buông một câu. Cố Bạch cười khẩy, đi về phía NATO. NATO vẫn nằm bất động trên mặt đất, lúc này vết thương của anh ta rất nặng, căn bản là không thể động đậy nổi. Mày đã làm quá nhiều việc ác, lẽ ra phải nghĩ đến ngày này từ lâu rồi chứ? Cố Bạch lạnh lẽo nói. Bố, bố, cứu con, cứu con với, NATO gào thét. Trường 763 tôi càng không thể nhìn, lúc này, trên khuôn mặt Phất Lai tràn ngập sự dối rắm Ông ta là người đứng thứ ba địa bảng, Tầm nhìn bao trọn cả thế giới, là một trong những nhân vật đứng đầu khu tội ác, cũng là một trong những người mạnh nhất dưới trướng thánh chủ. Advertisement Nhưng giờ này khắc này, ông ta lại không dám ra tay động thủ. Ông ta nghiến răng, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Lê Văn Vân, mở miệng nói, xin cậu hãy tha cho con trai tôi một mạng đi mà, tôi chỉ có một đứa con trai là nó thôi, cầu xin cậu. Nếu chỉ có một đứa con trai là cậu ta thì nên dạy dỗ cho thật tốt mới phải. Lê Văn Vân hờ hững nói, chuyện hôm nay chỉ như một hình ảnh thu nhỏ, đứa con trai này của ông, không biết đã sát hại bao nhiêu mạng người trên tay rồi, chuyện này tôi không nhịn nổi, mà với tư cách là người gác đêm, tôi càng không thể nhịn. Xoẹt, một âm thanh phát ra, cố bạch bên cạnh không hề trần chờ, anh ta thẳng tay hạ thanh đao dài của mình xuống, cắt đứt hiết hầu NATO. Khuôn mặt NATO dại ra, sau đó, đầu anh ta lập tức lìa khỏi xác, hai mắt trợn tròn, chính thức ngừng thở. Hai mắt phất lai trợn tròn đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, nhưng ông ta không dám ra tay đánh lại, giờ phút này ông ta vẫn chỉ biết quỳ trên mặt đất, hàm răng bạc nghiến chặt vào nhau, ông ta thậm chí còn không dám nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt có quá nhiều sự thù hận. Dù rằng sau lưng ông ta còn có mấy chục người và trong đó có mười mấy tên cao thủ đỉnh cấp, nhưng dù vậy, ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, không dám để lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác. Ông ta không phải siêu cấp, mà giờ phút này Ông ta cũng không nhìn ra được tình trạng cơ thể của Lê Văn Vân hiện tại thế nào, vậy nên ông ta không dám ra tay. Ông ta sợ hãi, ông ta sợ nếu mình ra tay thì khả năng Lê Văn Vân sẽ dọn sạch sẽ tất cả đám người bọn họ. Nên ông ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con trai mình chết ngay trước mặt mình. Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng, anh đây là dựa vào điều gì, anh đánh cược, đánh cược vất lai sẽ không dám ngỗ nghịch trước mặt anh. Mà bây giờ, anh đã thắng ván cược này. Lần này tôi trở lại đây là vì có chuyện quan trọng, và tôi cũng không hy vọng thân phận của mình bị tuồn ra ngoài. Đương nhiên, ông có quyền lựa chọn nói ra." Lê Văn Vân hờ hững nói, còn về phần hậu quả sau khi nói ra là gì thì chắc hẳn ông cũng đã rõ, nếu nói ra, ông sẽ không có cơ hội chạy trốn đến núi sâu lần nữa đâu. Phất lai like cúi đầu, cắn chặt răng, ông ta không dám nhìn thẳng Lê Văn Vân, ông ta sợ bản thân không kìm chế được cảm xúc phẫn nộ thù hận đang sục sôi trong lòng chúng ta đi thôi lê văn vân nói với giọng nhàn nhạt, nhạt anh chưa từng quá lo lắng một vấn đề gì lý thu và cố bạch vừa nghe thấy câu nói thì lập tức chạy vội qua chỗ vợ chồng hai người lại tuấn đang bị thương rồi bế họ lên bọn họ xoay người mà mấy chục tên vây quanh lê văn vân ban nãy giờ không ai dám mở miệng ho he tiếng nào thời khắc này bọn họ không ai bảo ai đồng loạt tránh ra hai bên sườn tạo thành một đường thẳng và nhóm người lê văn vân thuận lợi đi ra ngoài tình trạng hiện tại của vợ chồng hai người lại tuấn không được tốt lắm bọn họ cần phải trở về phẫu thuật gấp mới được họ nhanh chóng trở lại xe khởi động xe và chạy về hướng nhà tên kia vẫn còn ở đó lúc này lý thu đột nhiên lên tiếng lê văn vân nhìn thoáng qua gương chiếu hậu phát hiện ở nơi cách đó không xa ba người dẫn đường đưa bọn họ tới đây đang đứng ở một khu nhà nhỏ ven đường nhìn theo xe bọn họ mặc kệ lê văn vân bình tĩnh nói cùng lúc đó Bên trong biệt thự, Phất Lai vẫn đang quỳ trên nền đất, khuôn mặt ông ta không hề có bi thương, cũng không có phẫn nộ, chỉ khẽ nhăn mày, chậm chậm tiến tới trước mặt Nato. Dây tiếp theo, ông ta vuốt đôi mắt đang mở của Nato, miệng lẩm bẩm, "Nato, bố thề, bố sẽ báo thù cho con." Đằng sau, những người đang đứng đó cũng vây quanh hai bố con họ, tất cả đều quỳ trên đất. Chương 764 chờ đợi kết quả cuối cùng. "Thủ lĩnh, thật sự xin lỗi ngài." đối mặt với anh ta, tôi thậm chí còn không có dũng khí ra tay. Một người trong số bọn họ đi lên, cúi đầu nói. Phất Lai nhìn anh ta một cái, mở miệng nói, không trách cậu, đến bản thân tôi cũng không có dũng khí ra tay. Có điều, nếu cậu ta đã xuất hiện ở đây một lần nữa, lại còn nhẫn tâm giết hại con trai tôi, thù mới hận cũ, ít ra cũng phải tính sổ với cậu ta cho ra nhẽ. Sứt lời, ông ta đứng lên nói, đem bình rượu ngon nhất của tôi tới đây, tôi muốn đi thăm hỏi một người. Advertisement. Về tới nhà, lại dính vẫn không ngừng khóc, Liễu Ngọc ôm cô bé an ủi liên tục. Lúc này, trên lầu 2, một căn phòng bé bằng hạt sen, bên trong đặt hai chiếc giường, Phạm Nhược Tuyết thực hiện hai ca phẫu thuật cùng lúc, Trương Vãn Hà là trợ thủ của cô. Với nhóm người Lê Văn Vân mà nói thì việc họ có thể làm chỉ là chờ đợi, mãi mãi chỉ có thể là chờ đợi. Lê Văn Vân đi xuống lầu 1, Lý Thu đi tới trước mặt anh, Vỗ vỗ bờ vai anh nói, "Đại ca, anh đừng quá tự trách. Tính cách ngông cuồng của tên Nato kia chắc chắn cũng có mối liên quan nhất định với bố anh ta. Nếu tôi có chân khí, tôi sẽ thẳng tay loại bỏ phất lai." Lê Văn Vân nói. Mà đúng lúc này, một chiếc xe ô tô bỗng nhiên xẹt qua rồi dừng lại trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, một bóng dáng yểu điệu nhảy từ bên trong xuống, người đó là Chu Linh Linh. Chu Linh Linh đi thẳng tới trước mặt Lê Văn Vân không chút do so dự. Cô ta đưa tay sờ sờ người Lê Văn Vân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới vỗ vỗ bộ ngực cao ngất của mình, mở miệng nói, "Không bị sao là tốt rồi, không bị sao là tốt rồi." "Cô, làm trò gì vậy?" Lê Văn Vân nói không nên lời. Chu Linh Linh nhìn về phía Lê Văn Vân, cô ta nói, "Tôi đã chờ đợi người kia suốt 5 năm, năm trời, mặc dù anh không phải anh ấy, nhưng tốt xấu gì anh trông cũng giống anh ấy như đúc. Thỉnh thoảng lại tới nhìn anh một cái, như vậy tôi lại càng nhớ rõ dung mạo anh ấy hơn." Sau này đợi đến lúc tôi được ra thế giới bên ngoài rồi, tôi sẽ dễ dàng tìm được anh ấy. Lê Văn Vân cạn lời rồi, anh nhíu mày nói, cô không nghĩ tới trường hợp khác sao, lỡ như anh ta không thích cô. Tôi đề nghị cô nên tìm một người thích hợp với bản thân rồi gả cho anh ta đi. Hừ, không có chuyện đó đâu, Chu Linh Linh nói tiếp, chỉ có người đàn ông như anh ấy mới xứng với tôi. Hơn nữa anh ấy cũng chẳng có lý do gì để không thích tôi cả, tôi xinh đẹp như vậy và còn cực kỳ chủ động anh ấy căn bản không có khả năng từ chối. Các người làm sao hiểu được cảm giác được một người phụ nữ xinh đẹp chủ động với mình là như thế nào? Lê Văn Vân không nói nên lời, trong lòng thầm nhủ con mẹ nó tôi không những đã trải qua, mà còn trải qua một cách thảm hại đến thế nào. Người phụ nữ cực kỳ chủ động với anh chính là Hồng Mai Quế, cô ta quả thực là một người cực kỳ quyến rũ. Còn một người khác nữa là Long Nhã Lâm, anh bị Long Nhã Lâm hạ thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi mà sao các người lại ra được khỏi đó nơi đó chính là địa bàn của phất lai đấy lúc này chu linh linh hơi ngừng lại nghi hoặc nhìn về phía lê văn vân mở miệng hỏi lê văn vân bĩu môi nói phất lai lợi hại lắm sao vừa nãy lúc ở trước mặt tôi ông ta còn run bần bật đến rắm cũng không dám đánh một cái anh đừng có chém gió nữa đi chu linh linh nói với giọng khinh thường hai tôi nói thật mà không ai tin lê văn vân thở dài một hơi Dứt lời, anh lại nhìn về phía lầu 2, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong nhà Lâm Khả Hân. Lâm Chí Viễn đang ngồi trên sofa nhìn Lâm Khả Hân, ông ta lo lắng Lâm Khả Hân sẽ bỏ chạy ra ngoài như Chu Linh Linh. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Chí Viễn đi tới mở cửa, ông ta nhìn người đang đứng bên ngoài, mở miệng nói, Lão Tam. Cơ thể Lão Tam không ngừng run rẩy, giống như là đang sợ hãi điều gì đó, ông ta run rẩy bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng lâm khả hân đột nhiên trầm xuống. Sau đó cô ta chạy vào tới trước mặt lão tam, nắm lấy bờ vai ông ta hỏi: làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải bọn họ đã xảy ra chuyện rồi không? Lâm trí viễn cũng thở dài một hơi nói: khả hân, cậu ta chỉ là có ngoại hình trông giống với lê văn thanh mà thôi, không cần quá lo lắng. Để đắc tội với phất lai. Lão Tam lắc lắc đầu nói, bọn họ, bọn họ đã đưa người ra ngoài rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, cả hai người Lâm Trí Viễn và Lâm Khả Hân đều dại ra. mươi 765 tôi sẽ phục vụ cô. Bọn họ đưa người đi rồi. Lâm Trí Viễn ngạc nhiên nói, vậy sao dáng vẻ cậu lại hốt hoảng thế này? Không chỉ đưa người đi không đâu, Tam tử nghiến chặt răng nói, ngài cũng biết đấy, tôi có một người bạn chơi từ thuở nhỏ thuộc tiêu chuẩn cao cấp, cậu ta là thuộc hạ của Phất Lai cậu ta advertisement nói tới đây tam tử nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực miệng cũng bắt đầu nói lắp sốt cuộc thì cậu ta bị cái quái gì anh nói thẳng ra cho tôi nghe lâm khả hân sốt ruột đến mức không chịu nhịn nổi nữa rồi cậu ta nói có một số chuyện không thể tiết lộ ra ngoài được nhưng cậu ta có nói với tôi người trói và bắt vợ chồng nhà kia chính là nato cần trai phất lai mà vừa nãy phất lai cũng đã tới đó nato bị giết ngay trước mắt Phất Lai. Tam tử nói, cái gì, bố con Lâm Chí Viễn và Lâm Khả Hân lập tức dại ra, ngay sau đó, cả hai người ngã ngồi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn về phía tam tử nói, sao có thể thế được, anh lừa người. Người bạn thuở bé kia của tôi chẳng có lý do gì để gạt tôi hết. Cậu ta còn kêu tôi không được phép nói chuyện này cho bất cứ ai. Mà trong chuyện này còn một vài khúc mắc nữa, nhưng cậu bạn đó nói rằng cậu ta không dám nói cho tôi nếu nói ra thì chắc chắn phải chết tam tử nói lâm khả hân thở dài nhẹ nhõm một hơi mở miệng nói thôi cũng may người không bị sao hàng lông mày của lâm trí viễn nhíu chặt ông ta bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về lời nói của người kia ở khu tội ác này ngoài người có cấp bậc thánh chủ mới có thể khiến phất lai không dám ho hay nhúc nhích còn lại thì hoàn toàn không thể chẳng lẽ người tên lê văn vân đó thật sự chính là lê văn thanh lúc trước trong lòng Lâm trí Viễn bắt đầu dấy lên cảm giác hoài nghi. Buổi chiều, Chu Linh Linh ở trong nhà lại tuấn, trong quá trình lái xe tới đây, cô ta đã mua một đống đồ ăn thức uống, yên lặng ngồi đợi dưới lầu. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà bận rộn trong căn phòng trên lầu 2 suốt cả buổi chiều, mãi cho đến 7 giờ tối, Phạm Nhược Tuyết mới đi ra khỏi căn phòng cùng vẻ mặt mệt mỏi. Thấy cô, Lê Văn Vân vội vàng chạy qua hỏi, "Thế nào rồi?" Phạm Nhược Tuyết thấy có sự xuất hiện của Chu Linh Linh, cô khẽ cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, không có nguy hiểm gì về tính mạng, em đã cứu được họ. Có điều, việc khôi phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Lê Văn Vân nghe đến đây anh mới dám thở vào một hơi nhẹ nhõm, dù thế nào thì, bảo toàn được tính mạng là tốt rồi. Chúng ta vẫn sẽ tới quán ba chứ, lúc này, Lý Thu mới lên tiếng hỏi. Lê Văn Vân gật đầu, anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết nói, Bọn anh sẽ tiếp tục đi làm ở quán ba, chuyện trong nhà giao cho mọi người, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra cứ gọi thẳng tới máy bọn anh là được. Chuyện bên này tạm thời cũng hạ màn rồi, vậy nên anh muốn vừa đi làm ở quán ba, vừa xem có thu thập được tin tức hữu dụng nào không. Nếu khôi phục được chân khí trước khi tìm ra đỗ Tịch Tịch và Khương Vĩ thì trái tim đang treo của anh có thể hạ cánh xuống đất nhanh nhất có thể. Được, Phạm Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Tôi đưa mấy người đi tới quán ba. Chu Linh Linh mở miệng nói. Lê Văn Vân không từ chối lời đề nghị này, hai người lên xe Chu Linh Linh, cô ta lái xe đưa hai người họ đến quán bar. Lê Văn Vân phát hiện thái độ của Chu Linh Linh đối với anh dường như có chút thay đổi. Thời điểm gặp lần đầu tiên cô ta cực kỳ ghét bỏ anh, chiều nay lúc ở trong nhà lại tuấn thì cứ ngây người cả một buổi trưa, mà không có thái độ chán ghét gì cả. Cô gái này chắc không phát hiện ra tôi đâu nhỉ? Lê Văn Vân vuốt cằm, cân nhắc nói. Hiển nhiên là do Lê Văn Vân suy nghĩ nhiều, lúc tới quán bar, Chu Linh Linh lập tức cau mày nói, anh dùng khuôn mặt này để đi tới chỗ này làm việc, nếu anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ đánh chết anh. Lê Văn Vân xuống xe, nhìn về phía cô ta, mỉm cười nói, tới cũng đã tới rồi. Không vào trong ngồi hả? Tôi sẽ phục vụ cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 766 đó chính là xương rồng. Phụt, anh nói cái gì hả? định moi tiền bâu ơ của tôi à? Chu Linh Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, tôi đi tìm Khả Hân, cô ấy đã gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại rồi. Dứt lời, cô ta không hề để ý tới Lê Văn Vân, một chân đạp chân ga, xông ra ngoài. Lý Thu nhìn về phía Lê Văn Vân, mở miệng nói, đại ca, thú thực thì em cảm thấy người phụ nữ này khá tốt. Ngoại hình xinh đẹp lại chủ động tự tin, anh xem bác sĩ phạm đối với anh cứ lúc gần lúc xa, chỉ bằng anh thử chấp nhận người phụ nữ này đi. Nếu thật sự không được thì, anh ngủ với cô ta một đêm cũng đâu có mất gì, ngược lại cô ta còn cho anh tiền. Advertisement Cút, Lê Văn Vân một chân đá Lý Thu, hai người tìm Trần Ngôn Thông, sau đó thay quần áo, bắt đầu làm việc bình thường. Vào ban đêm, bên trong quán ba trở nên ồn ào hơn. Có điều đêm hôm nay, Lê Văn Vân không thu thập được nhiều tin tức về dân cư mất tích ở quán ba này, nhưng anh phát hiện ra một điều, đó là người bên trong quán ba phần lớn đều thảo luận về một đề tài đó chính là tin tức về khu vực phía bắc đó là trường đấu thú ở khu vực phía bắc sẽ tổ chức một cuộc thi nếu nói ở khu vực phía đông của khu tội ác nổi tiếng nhất là quán ba giả dạ sắc thì ở khu vực phía bắc cái nổi tiếng nhất lại chính là trường đấu thú mặc dù tên gọi là trường đấu thú nhưng thực tế các cuộc chiến trong đó chỉ toàn là trận chiến giữa con người với con người ngày nào bọn họ cũng tổ chức một trận thi đấu cứ 50 người một tổ, cuối cùng sẽ chọn ra một người chiến thắng. Mà người giành chiến thắng sẽ nhận được số tiền thưởng vô cùng lớn, còn người thua trận thì một là chết, hai là thành tàn tật. Nơi như vậy là một nơi vô cùng tàn khốc. Nhưng vẫn có vô số khán giả đổ xô tới xem những cuộc chiến. Mặc dù giá vào cửa là mấy trăm Luca một vé nhưng cũng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt của khán giả. Những khán giả đó có vẻ toàn những kẻ thích cảnh máu me be bét những người bên trong quán ba đang thảo luận về vấn đề này. Nói thứ bảy tuần này sẽ tổ chức một trận thi đấu hết sức long trọng, ngoài số tiền thưởng cao chót vót trước đây chưa từng có ra thì còn có cả cơ hội gia nhập làm người dưới chướng thánh chủ khu vực phía Bắc. Lê Văn Vân đang dựng cao lỗ tai lên nghe, trên cái bản anh phục vụ có vài người nóng lòng muốn tới thử sức. Tôi nghĩ anh nên quên đi, lần này phần thưởng hấp dẫn như vậy chắc sẽ có rất nhiều người thuộc hàng đỉnh cấp tới tham gia. Người như anh mà tới đó thì khác nào đi vào chỗ chết. Đúng là hết cách thật, tiền thưởng lên tới con số 100 triệu Luka, còn có thể gia nhập làm người dưới trướng Thánh chủ khu vực phía Bắc. Chỉ cần giành chiến thắng, chắc cả đời này không cần lo cơm ăn áo mặc. Có người nghiến răng nói, sức hấp dẫn của trận đấu lần này quả thật quá lớn. Không phải nói phần thưởng còn có năm mảnh xương rồng sao? Đó là cái gì nhỉ? Không biết, tôi lười quan tâm mấy cái đó dẫu sao tôi cũng chỉ cần tiền và cả cơ hội đó thôi. Thời điểm bọn họ đang ngồi bàn luận, hàng lông mày của Lê Văn Vân đã nhíu chặt lại từ lúc nào. Năm mảnh xương rồng, phần thưởng này đối với người bình thường mà nói thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với Lê Văn Vân thì lại khác, sức hấp dẫn của nó với anh là vô tận. Hiện tại trong tay anh có hai mảnh xương rồng, nếu khôi phục chân khí, hấp thu hai mảnh xương rồng đó cộng thêm năm mảnh xương kia khi ấy anh đạt tới trình độ gì chính anh cũng không thể lường được nhưng mà anh cũng phát hiện ra một vấn đề đó chính là xương rồng đối với những người chưa đạt đến trình độ siêu cấp đại đa số bọn họ đều không biết tác dụng của xương rồng là gì mà trường đấu thú khu vực phía bắc này tự dưng lại treo thưởng năm mảnh xương rồng đối với người bình thường mà nói thì nó chẳng có chút sức hấp dẫn nào thứ bọn họ quan tâm chỉ có tiền mà thôi cho nên nhìn thoáng qua thì có vẻ mảnh xương rồng này được đem ra treo thưởng là để thả mồi câu, đặc biệt là để câu dẫn chính anh. chương 767 trở về rồi nói sau. Đúng vậy, người của đem hẳn là đã biết đến sự xuất hiện của anh ở nơi này, mà dưới tình hình anh không chịu xuất đầu lộ diệt, họ tung xương rồng ra để thu hút sự chú ý của anh, muốn anh phải lộ diệt, đó là một chuyện vô cùng bình thường. Lê Văn Vân nghe được cuộc thảo luận của những người trong quán bar, bản thân anh cũng bắt đầu do dự, không biết có nên đi tham gia cuộc thi này hay không. Advertisement. Đề tài này chính là đề tài nóng hổi nhất trong quán ba tối nay, vì dẫu sao thì tiền thưởng của cuộc thi này lên tới 100 triệu Luca đấy, đó thật sự là một con số quá lớn. Tan làm, khi Lê Văn Vân đi tới phòng nghỉ thay quần áo, Lý Thu nhích lại gần anh, mở miệng nói, "Đại ca, tối nay có rất nhiều người trong quán ba thảo luận về đề tài đó, anh chắc cũng đã nghe thấy." Lê Văn Vân gật đầu, anh có định để Cố Bạch đi tham gia cuộc thi này không? Chẳng phải anh đang cần mảnh xương rồng đó sao? Mặc dù lần này rất có khả năng là người bên đem động tay." Lý Thu nói. Rõ ràng anh ta cũng đã nhìn ra. Tung mấy mảnh xương rồng ra để giao dịch, điều này rõ ràng là vì muốn thu hút sự chú ý của Lê Văn Vân, hoặc là người của Lê Văn Vân, bọn họ muốn làm vậy để xác định vị trí của Lê Văn Vân. Bùi Ninh Tùng ở khu tội ác, đem và Hồng Nguyệt có mối quan hệ hợp tác mà hiện giờ lại đang ở khu vực phía Bắc, thánh chủ khu vực phía Bắc chắc chắn sẽ là người tham dự trực tiếp. Có thể nói, nếu những người này tập hợp lại với nhau thì thực lực, quy mô đội hình là tương đối lớn. Những người của đem đều thuộc hạng siêu cấp, hơn nữa còn đứng thứ 6 trong thiên bảng, sức mạnh vô cùng lớn. Thánh chủ khu vực phía Bắc cũng thuộc hàng ngũ siêu cấp, chưa kể bản thân Bùi Nghinh Tùng cũng là một người chuyển siêu cấp, không biết còn có những cái khác nữa không. Nếu chân khí của Lê Văn Vân khôi phục, có lẽ sẽ không đến nỗi sợ hãi đáng lo ngại như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, hiện tại anh căn bản chưa hề khôi phục. Lê Văn Vân vẫy vẫy tay nói, trở về rồi nói sau. Cố Bạch đứng bên ngoài đợi đón bọn họ, sau khi về tới nhà, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Vợ chồng hai người lại tuấn vẫn trong tình trạng hôn mê, nhà đầu đã được dỗ đi ngủ. Lê Văn Vân gọi mấy người tới đại sảnh lầu 2, sau khi ngồi xuống anh đem tin tức trong quán ba tối nay nói cho mấy người họ nghe. Cố Bạch nghe xong thì lập tức đưa mắt nhìn Lê Văn Vân, mở miệng nói, tôi sẽ thay anh đi tham gia, giúp anh lấy số xương rồng đó về. Bản thân Cố Bạch là người gác đêm số 15, thân phận người gác đêm không bị lộ ra ngoài nên sẽ không xuất hiện trên địa bảng, còn nếu anh ta công khai thân phận ra ánh sáng thì chưa chắc đã thua kém 10 người đứng đầu địa bảng. Trên thực tế, nếu để anh ta tham gia, khả năng thành công là tương đối lớn. Không được, Phạm Nhược Tuyết cao mày nói, đây rõ ràng là âm mưu của đám người bên đem kia, họ đang bước chúng ta xuất đầu lộ diện. Không thành vấn đề, khuôn mặt của tôi chưa từng để lộ ra bên ngoài. Có thể bọn họ nhận ra được đại ca, nhưng không thể nhận ra được tôi. Năm mảnh xương rồng đó có thể gia tăng sức mạnh đại ca lên vô tận, tôi cảm thấy có đánh cược một ván cũng đáng. Cố Bạch Kiên chỉ nói. mươi 768, bác sĩ Phạm đang lo lắng cho anh sao? Nghe tôi nói một câu trước đã. Ngay lúc này, Lê Văn Vân thở dài một hơi, mở miệng nói, "Tôi tính thử đánh cược một ván." Advertisement. "Sao?" Hai mắt cố bạch sáng lên, vội hỏi lại, "Anh đồng ý để tôi tham gia?" Lê Văn Vân khẽ lắc đầu, anh nói, "Không phải tôi đồng ý để anh tham gia, tôi định đích thân tham gia trận đấu này." Đúng vậy, đây là kết quả của việc Lê Văn Vân đã suy nghĩ đắn đo tự hỏi cả đêm. Nghe được lời này của anh, Nét mặt mọi người đều có sự chuyển biến lớn, Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân nói, chân khí trong người anh vẫn chưa khôi phục một chút nào đâu, anh đúng là điên rồi. Còn nữa, Bùi Nghênh Tùng biết mặt anh đấy, nếu giờ anh xuất đầu lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với anh. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Lê Văn Vân trầm ngâm nói, anh cũng muốn tiếp tục thử phương pháp khôi phục chân khí mà Trần Tiêu đã nói cho anh. Ngày thường lúc mọi người giao đấu với anh, không ai là ra đòn chí mạng mà bình thường mọi người cũng hay lo lắng sợ anh gặp nguy hiểm nên toàn đi bên cạnh anh một tấc cũng không rời điều này khiến anh không có cơ hội lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sống chết trong gang tấc vậy nên anh muốn đánh cược lấy mạng mình ra cược em không đồng ý lê văn vân vừa mới dứt lời phạm nhược tuyết đã bình tĩnh mở miệng nói lê văn vân nhìn về phía phạm nhược tuyết nở nụ cười nói bác sĩ phạm đang lo lắng cho anh sao lúc này rồi anh đừng huyên thuyên nữa Phạm Nhược Tuyết nói tiếp, tình trạng sức khỏe hiện tại của anh rất ổn định, chuyện chân khí khôi phục là điều sớm muộn, không cần phải đem mạng mình đi cược như thế. Lê Văn Vân lắc đầu nói, anh cần phải đánh cược một lần mới được. Thời gian chúng ta tới đây cũng không phải là ít, nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì liên quan đến nhóm người Thi Kỳ và Khương Vĩ. Mỗi một ngày trôi qua, nỗi lo trong lòng anh lại càng tăng lên, vì vậy, anh phải đánh cược vào lần này. Yên tâm đi, trước khi đi cải trang cẩn thận trường đấu thú kia bất luận có sống hay chết, anh sẽ không để bản thân bị bại lộ thân phận trước mấy người siêu cấp đó. Lúc nói lời này, Lê Văn Vân liếm liếm môi, mở miệng tiếp tục, chẳng phải Vãn Hà có khả năng hóa trang xuất thần đó sao, đến lúc đó anh sẽ để cô ấy hóa trang cho mình, đổi khuôn mặt của anh thành một khuôn mặt khác là được. Dù có nói thế nào em cũng không đồng ý, Phạm Nhược Tuyết lặp lại lần nữa. Mà lúc này nhóm người cố bạch cũng gật đầu nói, đúng vậy, đã ai ca, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Giờ trong người anh một chút chân khí cũng không có, mà số tiền thưởng lần này lên tới 100 triệu, e rằng số người thuộc hàng đỉnh cấp tới tham gia cũng không phải ít, thậm chí là cả những nhân vật có tên trên địa bảng. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh nhìn thẳng bọn họ, nói chuyện này không cần thương lượng thêm nữa đâu, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn đánh cược chính mạng mình, tranh thủ lần này thử sử dụng phương pháp khôi phục chân khí, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết, tiếp tục bác sĩ Phạm, nghĩ cách liên hệ với Trác Nhất Minh, kêu ông ta đưa mọi người ra khỏi đây. Phạm Nhược Tuyết nhìn thẳng ánh mắt kiên định đó của Lê Văn Vân, chân mày cô khẽ cao lại, nhưng cuối cùng cô không lên tiếng phản bác nữa, vì cô biết có phản bác cũng vô dụng. Mấy người cùng thở dài một hơi. chương 769, anh ta khôi phục chân khí rồi sao? Con mẹ nó chứ, mấy người bị cái quái gì vậy? Tôi đánh cược vì muốn khôi phục lại chân khí, sao các người lại làm như tôi đang đi tìm chỗ chết vậy? Đợi đến khi tôi đánh cược thành công, khôi phục được chân khí, lúc ấy tôi sẽ đưa các người hiên ngang đi quanh cái thành phố này. Lê Văn Vân nói, tối hôm nay, vì quyết định tham gia cuộc thi đấu lần này của Lê Văn Vân mà không khí có phần áp lực, nỗi lo lắng của họ dành cho Lê Văn Vân đã dâng cao tới cổ họng rồi. Advertisement 10 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Vãn Hà giúp Lê Văn Vân cải trang. Cô ấy biến Lê Văn Vân thành dáng vẻ của một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, còn dán thêm cho anh bộ dâu. Nhìn chung, hình ảnh này và dung mạo thật của anh dường như là hai người hoàn toàn khác. Sau đó cố bạch lái xe đi về phía trường đấu thú ở khu vực phía Bắc. Quy mô trường đấu thú này tương đối lớn, có sức chứa lên tới 7-8 ngàn khán giả. Tại lối vào của trường đấu thú có mấy chỗ đăng ký tham gia, lúc này, những người tới tham gia đăng ký tham gia xếp thành một hàng dài đại ca cố bạch nhìn thấy có nhiều người tới đăng ký tham gia vậy thì vội nói anh có chắc là muốn lê văn vân khẽ gật đầu nói đúng vậy họ xếp hàng cả một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến lượt lê văn vân lúc này tại địa điểm đăng ký tham gia một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó cô ta cầm bảng tư liệu lên xem đồng thời bên cạnh cô ta còn có một người đang cầm camera giúp quay chụp cố bạch tránh sang bên cạnh họ tên cô gái xinh đẹp kia cất giọng hỏi. Lê Văn Vân suy nghĩ, cái tên Lê Văn Vân anh chắc chắn không thể dùng, anh đoán đại khái chuyện này có liên quan đến đám người đêm nên tất nhiên, bên họ sẽ tiến hành sàng lọc những cái tên tham gia. Mà cái tên Lê Văn Thanh cũng không thể sử dụng được, bởi vì phần lớn người của khu tội ác đều biết cái tên này trước đây từng lại người gác đêm số 0. Lê Văn Vân thở hắt một hơi, sau đó khẽ mỉm cười nói, Lê Tú. Tại thành phố này, anh đã mở ra thân phận thứ hai cùng lúc đó ở vị trí trung tâm thành phố bên cạnh một cái bể bơi minh sùng đang ngồi một bên anh ta nhìn hotzis đang thả mình trong bể bơi khẽ cau mày lúc này chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh hotzis đột nhiên đổ chuông hotzis bước lên từ bể bơi ông ta xoa xoa tay bắt điện thoại sau một lúc lâu hàng lông mày ông ta nhíu chặt lại ngay sau đó ông ta nhìn về phía minh sùng nói lê văn vân tham gia cuộc thi tranh giành xương rồng kia ư Hả, Minh Sùng dương mắt lên hỏi, anh ta khôi phục chân khí rồi sao? Không biết, Hot nói, nhưng theo cách nói của cậu, nếu cậu ta thật sự đã khôi phục chân khí, thì hẳn là phải tới tìm tôi đòi mạng mới đúng chứ? Nếu là vậy thì anh ta điên rồi, Minh Sùng cau mày nói. Trường 770, tối nay anh không cần tới quán ba làm nữa. Quá trình đăng ký diễn ra rất nhanh, đối phương chỉ hỏi tên, sau đó thì chụp một cái ảnh, sao cho tấm hình phù hợp với cái tên là được. Ở cái trường đấu thú này, có thể để lại một cái tên đã là may rồi, bởi vì có thể sẽ chết ngay khi bước vào trường đấu thú. Vì số lượng người đăng ký tham gia quá lớn, vậy nên luật thi đấu lần này sẽ thay đổi, áp dụng thể loại hỗn chiến. Tổng cộng sẽ chia thành 4 nhóm, những người đăng ký tham gia sẽ được chia đều vào các nhóm. Mỗi nhóm có khoảng mấy chục hoặc thậm chí là hơn trăm người, sau đó sẽ chọn ra một người chiến thắng cuối cùng ở mỗi tổ. Cuối cùng, bốn người chiến thắng ở mỗi tổ sẽ lại quyết đấu một lần nữa để lựa ra người chiến thắng. Anh đang ở tổ C, người giúp đăng ký tham gia nói với Lê Văn Vân. Advertisement. Lê Văn Vân khẽ gật đầu, ý nói không thành vấn đề. Người tiếp theo, sau khi thấy Lê Văn Vân gật đầu, cô gái xinh đẹp kia không tiếp tục để ý anh nữa, mà nhìn thẳng về phía người đứng sau lưng anh nói. Sau khi rút lui, Cố Bạch trợn tròn mắt nói, hình thức đổi mới này rất thú vị nha dứt lời anh ta lại nhìn lê văn vân nói tiếp đại ca hay là anh chuồn đi con mẹ nó chứ ban nãy tôi nhìn thấy có mấy tên thuộc hàng đỉnh cấp xuất hiện kia không thể được lê văn vân nhìn anh ta cười cười sau đó khẽ lắc đầu nói vừa nói họ vừa lái xe về nhà khi vừa về tới cửa nhà lê văn vân đã ngẩn người anh phát hiện một chiếc xe thể thao đang đỗ trước cửa nhà đó là chiếc xe mà lâm khả hân hay đi ngày thường ây ra người đẹp lại tìm tới nhà nữa rồi. Cố bạch cười he he, chạy vọt vào trong nhà. Lê Văn Vân bất lực đi vào theo, vừa mới bước chân vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đang ngồi trên ghế ở lầu một. Phạm Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, nhàn nhạt nói, người các cô muốn tìm về rồi kìa. Nhìn ánh mắt có phần lạnh băng của Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Khuôn mặt Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân bỗng trở nên mờ mịt, vì Trương Vãn Hà đã hóa trang giúp Lê Văn Vân, nên hai người bọn họ mới nhìn không thể nhận ra anh ngay. Bọn họ đánh giá một lượt quần áo trên người Lê Văn Vân, ngạc nhiên nói anh là Lê Văn Vân. Ừ, Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó lại nói tiếp, không phải hôm qua tôi chọc vào phất lai like sao, nên giờ ra cửa không dám để phơi mặt, đành phải cải trang thành như vậy. Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh hừ lạnh, bọn họ còn lâu mới tin mấy lời nhảm nhí của Lê Văn Vân. Lúc này, Chu Linh Linh đột nhiên đứng lên nhìn về phía Lê Văn Vân nói, tối nay anh không cần tới quán ba làm nữa. Hả, Lê Văn Vân hơi sửng sốt, anh nói, không được đâu, tôi phải đi kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Tôi cho anh 2.000 Luca, anh đi ăn cơm với chúng tôi. Chu Linh Linh nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân cứng họng, anh nhíu mày nói, ăn cơm cái gì chứ? Là một bữa tiệc, tóm lại là đi tới một nhà hàng tốt nhất khu vực phía đông, không những thế anh còn lấy được tiền anh chắc chắn sẽ không thiệt chu linh linh nói bữa tiệc bữa tiệc mà họ tham gia chắc hẳn sẽ có sự xuất hiện của một số người có máu mặt ở khu vực phía đông này đến lúc đó nói không chừng anh lại nghe được vài chuyện về khu vực phía đông lại còn có thể kiếm thêm tiền anh không có lý do gì để không đi anh khẽ gật đầu nói cũng được cố bạch ho khan một tiếng mở miệng hỏi có cần một anh đẹp trai đi cùng không tôi không cần tiền Chu Linh Linh nhìn anh ta với nét mặt ghét bỏ, nói, không cần. Nói xong cô ta lại nhìn Lê Văn Vân nói tiếp, anh mau đi tẩy trang đi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 771, tên nhà hàng này quái lạ thật đấy. Lê Văn Vân gật đầu, anh chạy lên lầu hai tẩy trang, khôi phục lại dáng vẻ vốn có ban đầu, sau đó lại chạy từ trên lầu xuống. Nhìn như vậy trông thuận mắt hơn nhiều, Chu Linh Linh nói, chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân nhíu mày nói, bây giờ vẫn còn sớm mà đã đi rồi. Chẳng phải nói là cơm tối sao. Advertisement, còn phải đi mua cho anh bộ quần áo ra hồn nữa. Chu Linh Linh nói tiếp. Lê Văn Vân gật đầu nói, vậy thì đi, nhưng đưa tiền cho tôi trước. Anh chưa từng được nhìn thấy tiền sao. Chu Linh Linh hết nói nổi. Sau đó cô ta móc ra 2.000 Luca đưa cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chuyển tiền qua tay Lý Thu rồi mới theo hai người đi ra cửa lúc vào trong xe lê văn vân bất lực nói các cô cần gì mà phải nhất quyết đưa tôi đi cùng chu linh linh nói bữa tiệc lần này của chúng tôi có sự tham gia của vài người bạn tôi kể chuyện của anh cho bọn họ và bọn họ ai cũng muốn nhìn thử xem vị đã từng kia rốt cuộc trông như thế nào gì coi mình như khỉ vậy có điều lê văn vân cũng không quan tâm lắm mục đích của anh chỉ là muốn tới xem có thu thập được tin tức gì hữu dụng hay không thôi có nhiều người không lê văn vân hỏi không nhiều lắm, khoảng mười mấy người thôi, tất cả đều là những thế hệ trẻ thuộc ba thế lực lớn ở khu vực phía đông." Chu Linh Linh giải thích. Nói rồi, cô ta đưa Lê Văn Vân tới trung tâm mua sắm, mua một bộ âu phục cho Lê Văn Vân. Sau khi anh mặc vào, cả Chu Linh Linh lẫn Lâm Khả Hân đều không nhịn được mà ngẩn người ra nhìn. Anh mặc âu phục vào xong vẫn là dáng vẻ người dạng chó. Nếu để Lê Văn Thanh mặc bộ âu phục này, chắc chắn sẽ đẹp đến mê người." Chu Linh Linh nói. Lê Văn Vân cạn lời, trong lòng thầm chửi con mẹ nó chứ, ông đây đang đứng trước mặt cô đấy. Mua xong bộ âu phục đã là 5 giờ chiều, Chu Linh Linh nhìn thời gian rồi nói, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta tới điểm hẹn đi. Lê Văn Vân gật gật đầu, sau đó ba người lên xe, rất nhanh sau đó cả ba đã tới trung tâm khu vực phía đông. Cửa của nhà hàng rất lớn, tên nhà hàng là Nhà hàng Mèo. Tên nhà hàng này quái lạ thật đấy, Lê Văn Vân nói không nên lời chu linh linh chừng mắt liếc anh một cái lên tiếng anh đừng có nói nhảm nhà hàng này là nhà hàng của miêu nữ doãn nhu thánh chủ khu vực phía đông đấy anh nói bậy nói bạ bị người ta nghe được chắc chắn sẽ mất mạng đấy lê văn vân cứng họng sau đó lập tức ngậm miệng lại chu linh linh hơi hơi mỉm cười nói chúng ta vào thôi suốt lời lê văn vân đi theo hai cô gái vào bên trong nhà hàng bọn họ đi qua đại sảnh đi tới một phòng tiệc sang trọng sau khi đẩy cửa phòng tiệc, ba người đi vào bên trong căn phòng. Lê Văn Vân nhìn lướt qua, phát hiện bên trong phòng tiệc có ba người đang ngồi đó, hai nam một nữ. Ba người họ đang trò chuyện gì đó, khi thấy Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đi tới, cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. "Các cô tới rồi à?" Cô gái kia cười nói, sau đó ánh mắt dừng trên người Lê Văn Vân, mở miệng, "Vị này chính là người mà cô nói có ngoại hình giống Lê Văn Thanh như lúc đó sao?" trên thực tế ở thành phố này người từng thấy qua dung mạo của lê văn vân cũng không có nhiều người từng xem qua trận chiến cuối cùng của lê văn vân thật ra đều nhìn thấy hết nhưng người có thể quan sát trận chiến cũng không phải quá nhiều lúc ấy lê văn vân đối mặt với siêu cấp mặt nạ bảo hộ bị đánh nát mà chu linh linh và lâm khả hân tình cờ lại là một trong số những người chứng kiến trận chiến cuối cùng đó đúng vậy dường như là giống nhau như đúc có điều tính cách lại khác một trời một vực chu linh linh gật đầu sau cùng lại cười khổ một tiếng lúc này một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đứng lên anh ta cau mày nói hóa ra người đó có dáng vẻ trông như thế này linh linh à anh theo đuổi em lâu như vậy em sống chết không chịu chấp nhận anh tưởng thế nào hóa ra lại thích một người có diện mạo như vậy à anh cứ tưởng là soái ca đấy chứ trên mặt chu linh linh thoáng hiện vẻ tức giận cô ta nói đào vân anh nói chuyện đừng có quá phận Đào Vân bĩu môi nói, có gì đâu, dù sao thì vị kia cũng không có ở đây mà. Còn cái gã đứng trước mặt em chỉ là một người phục vụ trong quán ba mà thôi. chương 772, cảnh tượng đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Đào Vân tỏ ra rất thù địch với Lê Văn Vân, điều này khiến Lê Văn Vân hơi khó hiểu. Advertisement Từ những lời vừa rồi có thể thấy tên Đào Vân này rất thích Chu Linh Linh, hơn nữa đã theo đuổi rất nhiều năm, cầu mà không được. Có lẽ anh ta cũng biết đến Lê Văn Thanh trong lòng Chu Linh Linh, mà thật ra người này chính là Lê Văn Vân nên anh ta mới nói những lời ác ý với anh như vậy. Cho đến bây giờ Lê Văn Vân vẫn không hiểu Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân thích mình ở điểm nào, bởi vì 5 năm, năm trước, bản thân anh chưa từng gặp họ một lần, cũng chưa từng nói với họ một câu nào. Đào Vân, nhìn anh tôi thấy phiền quá." Chu Linh Linh cau mày, sau đó cô ta kéo cánh tay của Lê Văn Vân và nói, "Lại đây ngồi đi, chúng ta đừng để ý đến anh ta." nói rồi cô ta kéo lê văn vân đến bên cạnh bàn và ngồi xuống vừa ngồi xuống lê văn vân đã phát hiện người đàn ông kia cũng đang không ngừng đánh giá mình ánh mắt đó khiến lê văn vân vô cùng khó chịu người đàn ông trông rất gầy và đeo một cặp kính đôi mắt của anh ta giống như một con rắn độc cứ nhìn chằm chằm vào người khác rất khó chịu chu linh linh và lâm khả hân ngồi ở hai bên lê văn vân điều này khiến cho sắc mặt của đào vân càng thêm khó coi anh ta hừ giọng rồi lạnh lùng ngồi xuống lê văn vân nhìn chu linh linh nghi ngờ hỏi đúng rồi các cô thích lê văn thanh kia ở điểm nào vậy các cô đã từng nói chuyện với anh ta chưa anh không hiểu được đâu trận chiến lúc ấy một người đàn ông chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi vượt cấp khiêu chiến cố hết sức đánh siêu cấp và đã chiến thắng lúc chiến thắng anh ấy đứng trên mái nhà ngoảnh đầu lại cười nụ cười ấy rực rỡ như ánh nắng mặt trời đẹp trai khí phách tự tin khuôn mặt dính máu chính là khuôn mặt hấp dẫn nhất chu linh linh nói cảnh tượng đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi lê văn vân cảm thấy dễ chịu khi nghe những lời này nghe cô nói vậy người đó quả thật là một người phong lưu phóng khoáng nhỉ lê văn vân nói lần lượt có mấy người đi vào có rất nhiều người đang tò mò nhìn lê văn vân lê văn vân cũng không quan tâm từ từ toàn bộ chiếc bàn đã được lấp đầy lúc này ngoài cửa có một cánh cửa bị đẩy ra một người bước vào khoảnh khắc nhìn thấy người này đi vào sắc mặt của tất cả những người trong phòng đều hơi thay đổi, sau đó tất cả mọi người đều đứng lên. Hàng hàn thiếu chủ, bọn họ đồng loạt cúi đầu nói. Trên mặt đào vân thoáng hiện lên một nụ cười, sau đó liền vội vàng chào hỏi, hàn thiếu chủ, anh tới rồi ạ. À? Mặc dù chu Linh Linh cũng chào, nhưng cô ta vẫn thấp giọng hỏi, ai kêu anh ta tới đây vậy? Tôi không biết, chúng tôi mở tiệc không bao giờ gọi anh ta. Có người thì thào nói, chắc là Đào Vân, Đào Vân có quan hệ tốt với anh ta. Sau khi trò chuyện một lúc, Lê Văn Vân cũng đã biết sơ về mối quan hệ giữa nhóm người này, họ đều là người của một số thế lực lớn ở khu Đông. Tuy rằng các thế lực này có quan hệ thù địch nhưng ở thành phố này có rất ít cơ sở giáo dục nên hầu hết những người trẻ này đều là bạn cùng lớp và sau đó họ thường xuyên tụ tập tiệc tùng với nhau. Trong lòng của Lê Văn Vân đồng thời bắt đầu suy nghĩ, người có thể được họ xưng là thiếu chủ, có lẽ là con hoặc cháu của thành chủ của thành phố tội ác, mà họ Hàn chỉ có một, đó là Hàn Thánh Văn, thánh chủ của khu Nam. Tuy nhiên người này tương đối khiêm tốn, thậm chí 5 năm trước, Lê Văn Vân và ông ta chỉ là gặp mặt một lần, cũng chẳng giao tiếp gì. chương 773 anh là con chó của anh ta sao? Trong lúc Lê Văn Vân đang suy nghĩ thì giọng nói của Lâm Khả Hân đã vang lên bên tai anh, đây là Hàn Việt, cháu trai của Hàn Thánh Văn, thành chủ của khu Nam. Lát nữa anh nói chuyện nhớ chú ý vào, đừng chọc giận đến anh ta, anh ta không hề khiêm tốn như ông nội mình mà ngược lại rất cao ngạo. Vừa nói xong, cô ta lại nói tiếp, anh ta cũng giống Đảo Vân, cũng đang theo đuổi Linh Linh. Advertisement. Sắc mặt của Chu Linh Linh không dễ coi cho lắm. Lúc này Hàn Việt bước vào, mỉm cười nói, mọi người đừng như vậy. Đều là bạn học, cứ thoải mái đi, nếu không tôi sẽ không thoải mái khi dự tiệc với mọi người đâu. Lê Văn Vân thấy choáng váng, Đào Vân đang theo đuổi Chu Linh Linh, hàn việt này cũng đang đuổi theo chu linh linh trong hoàn cảnh như vậy mà quan hệ giữa đào vân và hàn việt vẫn rất tốt đẹp đây là điều mà lê văn vân không ngờ tới ồ đã đủ người rồi hàn việt nhíu mày nói tôi cũng chẳng còn chỗ để ngồi nữa lấy thêm một cái ghế một người vừa định nói lấy thêm ghế đến thì đào vân chợt lên tiếng người tên lê văn vân phiền anh đứng dậy dù sao anh cũng là bồi bàn trong quán ba mà nếu tôi đoán không làm thì hôm nay anh được Linh Linh bỏ tiền ra thuê đi theo thôi, anh cứ đứng bên cạnh tiếp tục làm công việc bồi bàn của anh đi, việc này cũng rất thích hợp với anh." Lê Văn Vân cau mày. Chu Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi gọi anh ta qua đây ăn cơm, Đào Vân, anh hơi quá đáng rồi đấy." Lúc này Hàn Việt khẽ mỉm cười nhìn Lê Văn Vân, anh ta đi về phía Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới rồi nói, "Linh Linh thích người có dáng vẻ như vậy à?" Vừa nói anh ta đưa tay tát vào mặt lê văn vân lê văn vân theo bản năng lùi lại phía sau cau mày đào vận tỏ vẻ tức giận nói lê văn vân hàn thiếu chủ muốn tát anh mà anh dám tranh ư muốn chết gà lê văn vân nhíu chặt lông mày anh đến đây với mục đích là muốn nghe ngóng tin tức nhưng bây giờ xem ra đừng nói là nghe ngóng mà có thể sẽ gặp phiền toái rồi đây chu linh linh cau mày nói đào vân hàn việt mấy người đừng quá đáng là được chứ gì Nói xong cô ta lại tiếp lời, Lê Văn Vân, Khả Hân, chúng ta đi. Hàn Việt cười nói, tôi chính là thích tính cách này của Linh Linh đấy. Ôi, nếu ông nội chịu giúp tôi cầu hôn thì có lẽ chúng ta đã sinh con luôn rồi, đáng tiếc là ông chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện này. Lê Văn Vân hơi cử động. Quả thực, nếu như Hàn Thánh Văn muốn cầu hôn với nhà Chu Linh Linh, với thân phận là thành chủ của ông ta thì nhà Chu Linh Linh không có thể từ chối, cũng không dám từ chối mà có vẻ như Hàn Thánh Văn này không quan tâm đến cuộc hôn nhân của Hàn Việt cho lắm. Đến đây là muốn nhìn xem người mà Linh Linh thích có dáng vẻ thế nào mà thôi. Hàn Việt mỉm cười, rút tay về. Nhưng Lê Văn Vân rõ ràng nhìn thấy sự u ám và sát khí trong mắt anh ta. Mọi người đã di chuyển vào một chiếc ghế được kê thêm. Lúc này Hàn Việt không ngồi vào chiếc ghế mới thêm mà liếc mắt nhìn Lê Văn Vân nói, anh đứng dậy qua kia ngồi đi, tôi muốn ngồi chỗ của anh lê văn vân thở dài vừa rồi bị bọn họ tranh nhau sỉ nhục nhưng anh vẫn không lên tiếng là vì muốn tránh né kết quả anh không ngờ họ lại mặt dày vẫn tiếp tục sỉ nhục anh như thế thấy lê văn vân vẫn không nhúc nhích đào vân mắng anh không hiểu tiếng người hay sao vậy hàn thiếu chủ bảo anh nhường chỗ kia lê văn vân nhướng mắt nhìn đào vân hỏi anh ta bảo anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó à anh là con chó của anh ta sao vừa dứt lời cả căn phòng chìm vào im lặng chương 774, cô ấy làm bạn gái anh. Lúc này trong căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân, bọn họ gần như không nghĩ đến Lê Văn Vân sẽ nói chuyện với đám người như vậy. Trong lúc nhất thời Đào Vân cũng không kịp phản ứng. Advertisement, còn trong lòng Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đồng thời hiện ra cùng một suy nghĩ. Không ổn. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lòng bọn họ đều cuống cả lên nháy mắt trong giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy cảm xúc biến hóa trên gương mặt của Đào Vân, mới đầu là kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên nhăn nhó, rồi lập tức biến thành tức giận. Còn ở đối diện Lê Văn Vân, người đàn ông đang đeo kính nhưng ánh mắt tựa rắn độc, khóe miệng còn nở ra một nụ cười rồi lẩm bẩm có chút thú vị. Đào Vân nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, rồi thấp giọng nói, mày, má nó mày nói lại lần nữa thử xem. Lê Văn Vân bĩu môi, khinh thường nói, tôi nói anh nghe lời anh ta như thế vậy anh có phải chó anh ta nuôi không hả? Nếu là chó anh ta nuôi thật vậy anh dựa vào đâu mà bảo tôi nhường chỗ là phải nhường chỗ, ông đây mắc gì phải nghe lời một con chó chứ hả? Còn nếu anh không phải chó anh ta nuôi vậy anh ta còn chưa nói gì mà anh lại ở đây sủa oang oảng, mà lại còn sủa rất vui vẻ như vậy để làm gì? Đào Vân nghe đến đây đã tức giận đến mức tròng mắt cũng sắp bị trừng rớt ra ngoài, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, thằng nhóc này, mày chỉ là một nhân viên phục vụ ở quán ba thôi mà lại dám nói chuyện thái độ như thế với tao tao muốn mày chết vừa nói xong anh ta đột nhiên đưa tay về hướng lê văn vân chu linh linh tưởng rằng lê văn vân chưa từng tập võ nên vội vàng đưa một tay ra đỡ chặn lại cánh tay của đào vân lâm khả hân lập tức nhanh chóng kéo lê văn vân một cái nói lê văn vân nhanh nói xin lỗi với đào vân đi nếu như nói thế lực của phất lai là thế lực mạnh nhất ở khu tây vậy thì thế lực của cha Đào Vân Chính là thế lực mạnh nhất ở khu đông, chỉ đứng sau Doãn Nhu. Nếu như chọc vào Đào Vân, kết cục của Lê Văn Vân sẽ không được tốt lành gì cho Cam. Thế nên Lâm Khả Hân mới vội vàng muốn Lê Văn Vân xin lỗi. Chu Linh Linh cũng nói theo, Đào Vân, Lê Văn Vân không hiểu quy củ ở đây cho lắm, vừa nãy anh mở miệng cứ nhầm vào anh ấy, anh ấy vì tức giận nên mới nói những lời như thế, coi như anh nể mặt tôi mà cho qua chuyện này đi. Bỏ qua đào vân nghiến răng nói ông đây từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nói như thế thằng nhóc này lại dám ở trước mặt tôi diếu võ dương oai như thế một thằng phục vụ quán ba mà còn dám làm vậy thì mặt mũi tôi để đâu muốn tôi bỏ qua cho anh ta một mạng cũng được vừa nãy anh ta nói tôi là chó đúng không bây giờ anh ta quỳ xuống trước mặt tôi học tiếng chó sủa nửa tiếng đi cái mạng này tôi có thể miễn cưỡng cho qua hàn việt khẽ cười anh ta sờ sờ lỗ mũi Nhìn Lê Văn Vân nói, ý kiến này không tồi đấy. Những người khác cũng ồn ào bàn tán. Sắc mặt Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân cũng đều hơi biến đổi. Hiện giờ hai người các cô đang ở trong tình trạng cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được, các cô đã bắt đầu hối hận khi đưa Lê Văn Vân đến đây. "Đào Vân, anh." Chu Linh Linh nghiến răng. Lúc này Đào Vân lại lên tiếng, "Đương nhiên, nếu như cô có thể làm bạn gái tôi, có lẽ tâm trạng tôi khá hơn một chút." Vậy chuyện này có thể dễ dàng cho qua. Cô ấy làm bạn gái anh." Hàn Việt nói, "Tâm trạng của anh thì tốt đấy, nhưng lúc đó tâm trạng tôi thì không tốt được như thế, có lẽ tôi sẽ bắt thằng nhóc này học tiếng chó sủa một tiếng đồng hồ tôi mới đồng ý bỏ qua cho nó. Hơn nữa trước đó đã nói là cùng cạnh tranh, mà giờ anh lại một mình uy hiếp Linh Linh ư?" Hàn Việt trừng mắt nói. Chương 775, cái tát này đánh được bao nhiêu điểm? đám người nói chuyện như thể là ăn chắc lê văn vân vậy tao bảo mày học tiếng chó sủa mày nghe không hiểu à đào vân thấy bộ dạng lê văn vân không để tâm chút nào thậm chí không có chút nào là sợ hãi trong lòng anh ta tức giận lâm khả hân cắn răng nói đào vân hàn việt cứ thế đi bây giờ tôi và linh linh đưa lê văn vân đi làm mọi chuyện dối thành thế này ở đây ai cũng không muốn hơn nữa cũng là do bản thân các anh liên tục chèn ép lê văn vân tôi chèn ép nó Tôi nói không phải sự thật à, anh ta không phải là nhân viên phục vụ quán ba à. Đào Vân ghét bỏ nhìn Lê Văn Vân. Advertisement. Nói xong, anh ta không quản Chu Linh Linh nữa, trực tiếp đưa tay bắt lấy Lê Văn Vân. Nếu như là trước kia, Lê Văn Vân có cả hàng vạn cách để tránh đi, nhưng lúc này trong cơ thể anh không thể điều động một chút chân khí, anh hoàn toàn không có cách nào né tránh, cả người lập tức bị Đào Vân bắt, đồng thời chân khí trên người đào vân huy động mạnh mẽ lê văn vân lảo đảo lui về sau nhưng bị anh ta đánh đụng lên vách tường trong chớp mắt máu trong người anh cuồn cuộn dội ngược cái đánh này của đào vân nhìn từ cường độ chân khí mà nói thì lê văn vân đoán chừng đó ở mức trung cấp lê văn vân hoàn toàn không nghĩ tới lại có một ngày anh bị một người như thế này khi dễ anh nhìn chu linh linh và lâm khả hân chu linh linh và lâm khả hân vội chạy đến đỡ lê văn vân đứng lên đồng thời đưa Lê Văn Vân ra phía sau che chở. Chu Linh Linh nói, Đào Vân, anh thật sự muốn xé rách mặt mũi với chúng tôi hả? Chuyện này không liên quan đến các cô, tôi chỉ nhầm vào thằng nhóc này thôi. Đào Vân nói, lúc này, có hai nữ sinh đi đến, họ kéo Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh ra. Vẻ mặt Chu Linh Linh khó coi, là các anh bảo tôi mang anh ấy đến, sau khi mang đến thì lại bị các anh chèn ép, các anh thật quá đáng, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này lâm khả hân cũng phì một hơi nếu các anh thật sự muốn làm thế sau này các anh tụ tập tôi và linh linh sẽ không tham gia nữa cô ta hy vọng có thể mượn lực lượng của hai người cố gắng giúp đỡ được cho lê văn vân sau đó hai người nhìn về phía lê văn vân phát hiện lê văn vân dựa trên vách tường còn cười cười với hai người tên ngốc này trong lòng chu linh linh mắng một câu nhưng thật ra cũng đang sốt ruột lên đào vân nhìn chằm chằm lê văn vân nói rất tốt còn cười được, chờ lát nữa tao sẽ để mày muốn khóc cũng không được. Tao cho mày cơ hội để mày học tiếng chó sủa mà mày không muốn, vậy hôm nay để lại mạng mày ở đây đi. Nói xong, anh ta trực tiếp đánh một quyền về phía Lê Văn Vân. Mặc dù Lê Văn Vân không có chân khí, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, anh nghiêng người muốn né tránh. Ngay lúc này, người đàn ông đeo kiếng không biết xuất hiện bên cạnh Lê Văn Vân từ bao giờ, thấy Lê Văn Vân muốn né qua bên đây, anh ta cười hiểm một tiếng, đẩy lê văn vân ầm um, lê văn vân nghiêng đầu tránh được nhưng bả vai cũng bị đánh một quyền rất mạnh trên vai truyền đến một cơn đau kịch liệt lê văn vân chu linh linh và lâm khả hân kinh hãi thế nhưng khiến mọi người kinh ngạc đó là lê văn vân không hề kêu rên một tiếng thậm chí còn không nhíu cả mày anh cứng rắn đón một quyền này sau đó đưa tay lên không ai nghĩ đến dưới tình huống như thế lê văn vân lại có ý muốn đánh trả bọn họ đã nhìn ra lê văn vân không có chút chân khí nào bao gồm cả đào vân anh ta căn bản không nghĩ lê văn vân sẽ đánh trả nên không hề tránh né dưới tình huống như thế lê văn vân giơ tay đánh một cái tát trên mặt đào vân bốp âm thanh thanh thúy vang lên vang vọng trong cả căn phòng trong chớp mắt không khí trong phòng lại trở nên an tĩnh mọi người ngạc nhiên nhìn lê văn vân lê văn vân bĩu môi sau đó nhìn về phía chu linh linh và lâm khả hân nhếch mép hỏi cái tát này đánh được bao nhiêu điểm vẻ mặt chu linh linh và lâm khả hân nghịch ra mặt đào vân nhanh chóng sưng đỏ lên khóe mắt anh ta như muốn nứt ra hốc mắt đỏ bừng tên khốn tao muốn mày chết audio điện tử võ tấn bền chương 776, mày chết đi cho tao tao muốn mày chết đào vân gào thét ở khu đông của cái thành phố này có thể nói là anh ta đi ngang mà sống không một ai dám nói lời nhục mà hay xúc phạm anh ta, nói chi là đánh vào mặt, đây lại là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho đến bây giờ cũng chỉ có anh ta đánh mặt người khác, chưa từng bị người ta đánh vào mặt mình bao giờ. Nhưng hiện tại, Lê Văn Vân lại đánh vào mặt anh ta, còn làm ra dáng điệu cợt nhã, hỏi người khác cú đánh này được mấy điểm. Advertisement. Mũi anh ta tức xì khói, cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Hàn Việt đứng bên cạnh cảm thấy hứng thú nhìn màn diễn trước mặt, anh ta đánh giá Lê Văn Vân, dường như rất có hứng thú với Lê Văn Vân. Đao, Đào Vân rồng giận về phía bên cạnh một tiếng. Tiếng nói vừa dứt thì có người rút đao ra, một cây đao dài sáng bóng được ném về phía anh. Ta, vẻ mặt Lê Văn Vân cũng biến sắc. Anh có thể nhìn thấy, tên Đào Vân này thật sự là muốn đưa anh vào chỗ chết. Dừng tay, Đào Vân, anh dừng tay cho tôi. Chu Linh Linh thấy vậy thì hoàn toàn cả kinh. Lâm Khả Hân cố gắng tránh thoát, nhưng người bên cạnh cô ta lại ôm chặt cô ta nói khả hân cô đừng tham gia thằng nhóc này là tự mình tìm cái chết thôi đào vân cầm đao ánh mắt nhìn chằm chằm lê văn vân ai đi mà vẻ mặt lê văn vân cũng rất đề phòng anh định tìm cách chạy trốn vốn dĩ muốn đến đây xem có thể tìm hiểu chút tin tức nào không thế mà không nghĩ sẽ quậy thành bộ dạng như này nếu thật sự chết ở đây chết trên tay một tên phế vật như đào vân thì thật sự không còn gì để nói mày chết đi cho tao. Đào Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ tới một đao về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân biến sắc, cả người muốn lăn qua một bên để tránh thoát. Cùng lúc đó, người đàn ông mang mắt kính lại lần nữa cười hiểm, ngăn chặn đường đi của Lê Văn Vân. Hỏng rồi, mặt Lê Văn vẫn biến đổi. Nhìn thấy trường đạo ngày càng gần, trong phút chốc, Lê Văn Vân cảm giác được trong thân thể mình giống như có gì đó đang thức tỉnh vậy chân khí đã biến mất hơn một tháng nay của anh, dường như đã trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người Lê Văn Vân có hơi chờ mong, dưới tình huống đang bị chặn kín đường, anh không thể làm gì khác là lăn một vòng tại chỗ để tránh thoát đau này. Lúc này trong thân thể anh, khát vọng trỗi dậy của nguồn sức mạnh đó ngày càng lớn. Thật sự có thể, thật sự có hiệu quả, Lê Văn Vân thở hắt ra. Chân khí khôi phục rồi, khôi phục được thì ông đây đánh chết toàn bộ bọn mày trong lòng Lê Văn Vân vừa giống giận vừa chờ mong. Tuy vậy phản ứng của anh cũng rất nhanh nhạy, cả người sau khi lăn một vòng trên mặt đất thì chạy về phía bên cạnh. Bên này trước đó là Hàn Việt đứng, có điều dường như Hàn Việt cố ý thả đường lui, hoặc là nói anh ta muốn xem trò vui, và thời điểm Đào Vân rút đao ra, anh ta đã nhường chỗ. Một đạo này của Đào Vân chém vào không khí, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Lê Văn Vân như thế, anh ta lại đuổi theo lần nữa. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim lê văn vân rất nhanh anh cảm giác được chân khí của mình có thể sẽ phát ra bất cứ lúc nào ầm um, ngay trong chớp mắt cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy ra mấy người các anh thật to gan nhỉ vậy mà lại dám ở trong nhà ăn chúng tôi đánh nhau tôi bên ngoài mà đã cảm giác được dao động của chân khí rồi ở cửa một người phụ nữ mặc đồng phục đi vào ánh mắt cô ta lạnh như băng lê văn vân vì đang chạy trốn nên đưa lưng về phía người này trong khoảnh khắc người này xuất hiện, anh cảm giác được luồng chân khí mới vừa nãy như muốn phá kén mà ra bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa liếc mắt anh đã cảm thấy sừng sốt, bởi người này lại là một trong mấy người hầu của Doãn Nhu. Có điều khác hẳn so với bộ dạng quyến rũ trước mặt Lê Văn Vân và Lý Thu, lúc đối mặt với người khác, cô ta mang một dáng vẻ rất lạnh lùng. Chị An Nhiên, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa, Người phụ nữ này tên là An Nhiên, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt từ từ quét nhìn toàn cảnh rồi đến cây đao mà Đào Vân đang cầm. Đào Vân bị ánh mắt cô ta quét đến thì dùng mình cả người. chương 777 quả thật ở nhà hàng này chưa từng có người dám gây sự. Đến khi ánh mắt cô ta dừng lại trên người Lê Văn Vân đang chật vật, đột nhiên vẻ mặt cô ta ngớ ra. Advertisement. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô ta đưa tầm mắt đặt trên người Đào Vân, nói, vậy nên, là anh ra tay chản đào vân lập tức đổ mồ hôi lạnh như suối tôi tôi đào vân vội vàng nói chị an nhiên là thằng nhóc này nói chuyện lỗ mãng với tôi nên tôi mới không nhịn được mà ra tay lúc ấy đang tức giận tôi mới xuống tay trong này thật sự xin lỗi rất xin lỗi chị tôi sẽ kéo thằng nhóc này ra ngoài để giải quyết an nhiên nhướng mày nhìn về phía lê văn vân lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía an nhiên thậm chí phần lớn người ở đây cũng không chú ý đến lê văn vân ngoại trừ Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân. Hai người này tuy bị kéo nhưng ánh mắt họ vẫn luôn nhìn Lê Văn Vân, các cô đang lo lắng liệu Lê Văn Vân có xảy ra chuyện gì không. Vì thế nên hai người phát hiện ánh mắt Lê Văn Vân và An Nhiên chạm nhau. Sau đó cánh môi Lê Văn Vân hơi hé, làm khẩu hình miệng. Các cô hiểu được Lê Văn Vân có ý gì, cũng giống thế, An Nhiên cách đó không xa cũng nhìn ra được ý định của Lê Văn Vân. Giết! Đúng, khẩu hình mà Lê Văn Vân nói với An Nhiên chính là chữ này. Vừa mới nãy, hiển nhiên là Đào Vân muốn đưa Lê Văn Vân vào chỗ chết, vậy tất nhiên Lê Văn Vân cũng sẽ không nương tay với anh ta. Cả hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đều ngây ra, các cô không nghĩ đến Lê Văn Vân lại nói ra khẩu hình chữ này, hơn nữa. Còn là nói với An Nhiên. An Nhiên là người nào chứ, cao thủ đứng thứ 12 của địa bảng đấy. Là người của Doãn Nhu ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía an nhiên sau khi nhận được ý muốn của lê văn vân cô ta ngẩng đầu nhìn về phía đào vân nhẹ nhàng nói ở trong nhà hàng chúng tôi mà dám rút đau còn muốn giết người trong đây một câu xin lỗi của anh thế là xong rồi sao đào vân hơi sửng sốt trong lòng anh ta có một suy nghĩ rất đáng sợ chị an nhiên lúc này hàn việt nói coi như nể mặt mũi của tôi và còn ông nội tôi nữa chuyện này quả thật là thằng nhóc này không hiểu chuyện mà nó là một nhân viên phục vụ thôi mà lại chạy đến trước mặt chúng tôi giả bộ bốp lời nói của anh ta còn chưa nói hết an nhiên đã bước một bước đến trước mặt hàn việt sau đó giơ tay tát lên mặt hàn việt cái răng có chuyện của anh hả mặt mũi của anh đáng mấy đồng tiền an nhiên khinh thường sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía đào vân tay vừa động đào vân nắm chặt trường đạo của mình nhưng lập tức đã bị an nhiên đoạt mất đạo an nhiên trở tay đặt ngược đạo lên cổ anh ta Tôi, lần này, Đào Vân thật sự đã hoàn toàn sốt ruột. Quả thật ở nhà hàng này chưa từng có người dám gây sự. Vừa nãy đúng là anh ta hoàn toàn không nhịn được nên mới ra tay, anh ta vốn tưởng rằng nhiều nhất sẽ bồi thường chút tiền hoặc nói lý lẽ một chút là được. Dù sao thì cha anh ta, ở khu đồng, thậm chí là toàn bộ khu tội ác này cũng là người có uy tín nhất định, mặc dù là doãn nhu, đoán chừng cũng phải nể mặt một hai phần. Thế nhưng anh ta không biết, lê văn vân chính là lê văn thanh người đàn ông năm năm trước làm cả khu tội ác phải run rẩy anh ta càng không biết an nhiên sẽ nghe lời lê văn vân lúc này nội tâm anh ta đầy sợ hãi trên mặt đã toàn là mồ hôi anh ta quỳ gối xuống đất chị an nhiên em biết sai rồi em thật sự sai rồi chuyện đã làm rồi thì phải trả giá đắt an nhiên cười khẩy một tiếng cổ tay nhúc nhích trường đao trong chớp mắt đã cắt vỡ cổ họng đào vân chương 778 không ai đáp lại. Không khí trong phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, run sợ lui về sau một bước. Con trai của kẻ đứng đầu thế lực lớn nhất khu đông này đã chết rồi. Chết trước mặt bọn họ, máu tươi chảy đầy đất. Advertisement. Nhưng không một ai dám nói một câu. Bởi người ra tay là người của Doãn Nhu người phụ nữ đứng thứ 11 hàng thiên bảng, là một người cực kỳ vượt trội, cũng chính là thánh chủ của khu đông này. Không một ai dám lên tiếng. Bọn họ cũng không ngờ, ra tay ở trong đây lại trực tiếp bị giết chết như thế. Kể cả Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân, hai người họ cũng không ngờ cuối cùng mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Những người khác có thể không biết nhưng hai người lại hiểu rất rõ, nguyên nhân An Nhiên giết Đào Vân là do Lê Văn Vân. Lúc này trong lòng hai người có rất nhiều loại cảm xúc. Tại sao An Nhiên lại nghe lời Lê Văn Vân? Còn nữa, chuyện Đào Vân chết nguyên nhân bên trong ít nhiều gì cũng là vì hai người các cô, mặc dù ra tay là người của Doãn Nhu, cha của Đào Vân không dám nói một tiếng với Doãn Nhu nhưng chắc chắn sẽ tìm các cô gây phiền phức, ngoài ra còn có Lê Văn Vân. Cuối cùng thì nguyên do cũng là vì Lê Văn Vân mới ra. Sắc mặt Hàn Việt cực kỳ khó coi, nhưng anh ta cũng như mọi người không dám nói gì, anh ta bò dậy từ trên mặt đất, nhìn Đào Vân nằm trong vũng máu, vẻ mặt u ám nhìn Lê Văn Vân cách đó không xa. Keng, bấy giờ an nhiên ném dao ra đất sau đó ngước mắt nhìn đám người các người có ăn tiếp không nếu muốn thì tôi sẽ đổi cho các người một phòng bao mới bên này tôi sẽ cho người xử lý không ai đáp lại chu linh linh thở hắt một hơi cô ta cảm thấy vì chuyện này khu đông có thể sẽ dính vào một ít phiền phức nếu cha đào vân thật sự muốn tìm bọn cô gây sự vậy phúc thanh hội chắc chắn sẽ giữ hai người bọn cô lại thậm chí có thể sẽ dẫn đến tranh đấu thế lực bọn họ phải sớm trở về nói chuyện này với bố mới được hai người đang khống chế các cô cũng không dám tiếp tục ôm nữa họ buông lỏng tay ra lui về phía bên cạnh lâm khả hân vội vàng nói các người ăn đi chúng tôi còn có việc nên phải đi trước cô ta đi đến kéo tay lê văn vân cúi người chào an nhiên một cái rồi đi ra ngoài chu linh linh cũng vội vàng đuổi theo an nhiên cảm thấy hứng thú nhìn hai người nhiều hơn một chút sau đó xoay người đi vào trong bên trong phòng, tất cả những người còn lại nhìn thi thể trên mặt đất mà nghịch ra. Lê Văn Vân, vừa mới lên xe, chu Linh Linh đã quay đầu hỏi, anh quen biết An Nhiên hả? Hay nói đúng hơn là anh quen Doãn Nhu, rốt cuộc thì anh và cô ấy là quan hệ gì thế? Lê Văn Vân bĩu môi nói, tôi không biết nữa, cô gái đó đi vào đã chém người, sao tôi biết xảy ra chuyện gì? Anh đừng có giả bộ, tôi thấy anh và chị An Nhiên chạm mắt nhau sau đó anh nhắn với An Nhiên, bảo là giết sau đó chị an nhiên mới ra tay lâm khả hân nói hơn nữa ngày hôm qua lúc anh đi đến khu tây cứu người từ trong tay phất lai ra tôi và linh linh lúc ấy đều rất sốt ruột cứ ngỡ các người sẽ xảy ra chuyện nhưng anh lại bình yên vô sự mang người ra ngoài còn nữa dựa vào tin tức bố tôi lấy được con trai ruột của phất lai nato cũng đã chết anh đừng có nói anh không liên quan lê văn vân im lặng anh không ngờ hai cô gái này lại thấy được cảnh đó nói xong lâm khả hân kéo tay lê văn vân nghiêm túc hỏi anh thành thật nói cho tôi anh có phải chính là lê văn thanh không dù vậy trong lòng cô ta vẫn có chút không tin nếu như là lê văn thanh vậy cũng không nên làm nhân viên phục vụ ở quán ba chứ nếu như là lê văn thanh đó vậy lúc nãy bị đào vân dùng đao chém không nên chật vật như thế nếu là lê văn thanh chỉ một ngón tay thôi cũng đủ để làm đào vân quỳ trên đất kêu trời rồi Chương 779, vậy anh đến đây để em sáng mắt một tí xem. Thế nhưng hai chuyện vừa rồi khiến Lê Văn Vân phủ lên một tầng sắc thái thần bí, nếu như không phải vậy thì các cô căn bản không có cách nào giải thích hết thảy những chuyện này. Lê Văn Vân im lặng, sau đó cười khổ nói, không ngờ đã bị các cô nhìn ra, được, tôi ngả bài vậy, tôi thật ra đúng là Lê Văn Thanh mà các cô thích đó, nhưng vì một số nguyên nhân không thể không ẩn núp, vì mưu sinh mới đi làm công cho quán ba thấy Lê Văn Vân sảng khoái thừa nhận, hai cô gái đều ngây ra. Advertisement Sau một lúc lâu, Chu Linh Linh lên tiếng nói Lê Văn Vân, tôi không tin, người đó sẽ không chịu ấm ức như anh, biết điều thì anh nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Lê Văn Vân Mẹ nó, phụ nữ thật phiền phức, cô hỏi tôi, tôi cũng thừa nhận rồi, nhưng sau đó, mẹ nó, cô lại không tin tôi. Được thôi, Lê Văn Vân bất đắc dĩ nói, tôi vô tình quen biết Doãn Nhu, bà ấy thiếu tôi một nhân tình sau đó cũng quen biết an nhiên chuyện hôm qua là tôi nhờ doãn nhu giúp một tay an nhiên là thủ hạ của bà ấy hôm nay thấy tôi bị chèn ép tất nhiên cũng nguyện ý nghe lời tôi nghe thấy lời giải thích này hai cô gái cảm thấy đáng tin hơn rất nhiều lúc này chu linh linh mới gật đầu nói cái này còn chấp nhận được anh và lê văn thanh cũng giống nhau vận khí tốt như thế lại quen biết doãn nhu đoán chừng bà ấy cũng là vì anh trông giống lê văn thanh nên mới đồng ý giúp anh đấy chứ bà ấy bình thường cực kỳ lạnh lùng hơn nữa tôi nghe nói trước kia bà ấy đã từng theo đuổi lê văn thanh thế nhưng mà lê văn thanh chê bà ấy già nên không đồng ý nói đến đây cô ta nhỏ giọng nói nghe nói bà ấy còn từng lén lút nhìn lê văn thanh tắm rửa nữa chán lê văn vân đổ mồ hôi chuyện này mẹ nó hình như hơi ngược rồi anh ho khan một tiếng à này nếu không có chuyện gì nữa vậy thì trước hết đưa tôi về đi được lâm khả hân khởi động xe vừa lái xe cô vừa nói, à đúng rồi, Lê Văn Vân, sắp tới anh tốt nhất nên khiêm tốn lại một chút đi, bố của Đào Vân là Đào Lực, con trai của ông ta chết rồi, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, ông ta không dám đối phó Doãn Nhu và chị An Nhiên, đối với chúng tôi có thể sẽ có một chút kiêng kỵ nhưng sau khi ông ta biết anh chỉ là một nhân viên phục vụ, nhất định sẽ gây phiền phức cho anh. Biết rồi, Lê Văn Vân đáp, anh đừng có qua loa như thế, Lê Văn Vân, tôi nói cho anh biết, đây là khu tội ác, tôi biết anh mới đến đây không bao lâu vận khí không tệ quen biết được nhân vật lớn như doãn nhu nhưng ở đây vậy khí của anh không thể lúc nào cũng tốt như thế lâm khả hân dặn dò vừa nói chuyện bọn họ vừa lái xe về nhà lại tuấn khoảng nửa tiếng sau xe dừng lại ở bên cạnh giao lộ lê văn vân xuống xe sau đó hai cô gái rời đi lê văn vân chỉnh trang lại âu phục trên người cầm quần áo của mình rồi đi về hướng nhà lại tuấn ồ anh mặc âu phục vào dáng vẻ đẹp trai đấy. Ngay lúc này, một âm thanh êm tai vang lên. Nơi Lê Văn Vân xuống xe là ở giao lộ đối diện nhà Lại Tuấn, mà vị trí này vừa hay là nơi ở của tên lừa gạt đó. Lần trước, sau khi Trần Tiêu nói qua chuyện tên lừa gạt đó, Lê Văn Vân đã suy nghĩ tên này có khả năng là một tên tâm lý biến thái, chạy đến đây coi bói đoán mệnh mà gạt người chứ gì. Vậy nên anh cũng không thể giao lưu với tên này được, chủ yếu là không biết tên này rốt cuộc có mục đích gì nghe thấy âm thanh lê văn vân ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu hai một cô gái nhỏ cười rất đáng yêu ghé vào trên ban công cười hì hì nhìn lê văn vân lê văn vân cười cười lúc anh đây đẹp trai em chưa từng nhìn thấy sao ừm cô gái lộ vẻ kinh ngạc nói vậy anh đến đây để em sáng mắt một tí xem thôi đi lê văn vân nói xì sì, cô gái khinh thường sau đó lại hỏi em hỏi anh sao anh lại không muốn cưới em thậm chí cho em làm vợ nhỏ cũng không muốn, dáng dấp em không đẹp hả? Ông nội em nói, mông em dễ sinh đẻ này, sau này nhất định có thể sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp. Em đừng nghe ông nội lừa đảo kia của em nói bậy, cô gái nhỏ như em nên xem tivi, theo đuổi thần tượng, sinh con cái gì mà sinh. Lê Văn Vân cạn lời. Xem tivi, theo đuổi thần tượng, cô gái lộ ra vẻ mờ mịt, tivi thì em đã từng nghe nói, nhưng theo đuổi thần tượng là gì? Đấy vừa nhìn là biết đứa nhóc không biết gì. Anh vẫy vẫy tay nói, không có gì, tự em chơi đi, anh về trước. Anh nhớ tên em đấy, em là Triệu Chỉ Nhu, sau này em sẽ sinh con cho anh. Triệu Chỉ Nhu nói, cô ta vừa dứt lời, ở cánh cửa đối diện, Phạm Nhược Tuyết vừa lúc bưng chậu nước rửa rau đến ven đường, nghe được lời này, cô nhìn lại, thấy Triệu Chỉ Nhu trên ban công, còn Lê Văn Vân thì đang mặc âu phục dài ra. Sau đó cô hừ lạnh, mặt lạnh như băng, xoay người đi vào trong phòng. chương 780, anh được đấy. Trong lòng Lê Văn Vân trột dạ, vội vàng chạy theo. Sau khi vào phòng, anh nghe được một ít âm thanh truyền từ nhà bếp đến, anh nhảy nhót chạy qua đó. Bây giờ trong phòng bếp có ba người phạm nhược tuyết, Liễu Ngọc, Trương Vãn Hà đang bận rộn. Advertisement. Tất nhiên, bếp chính là phạm nhược tuyết, hai người khác đều chỉ là trợ thủ của cô. Bác sĩ Phạm, vừa nãy em hiểu lầm rồi mẹ nó ông già kia vẫn cứ muốn gả cháu gái cho anh không ngờ cả cô bé kia cũng không từ chối lê văn vân phạm nhược tuyết nhìn anh rồi hỏi vậy thì có liên quan gì đến em anh giải thích cho em làm gì khụ khụ lê văn vân nghẹn họng sau đó ho khan hai tiếng nói cũng tại anh quá ưu tú lúc nào cũng hấp dẫn đám phụ nữ này nghị lực lớn như vậy anh cũng sầu chứ bộ bác sĩ phạm em phải nắm chặt cơ hội mới được đấy ha ha Phạm Nhược Tuyết khinh thường nhìn anh, sau đó nhìn Lê Văn Vân tự biên tự diễn, không phải anh đi ăn cơm rồi sao? Đừng nói nữa, mẹ nó, cùng gái sinh ra ngoài ăn cơm quả là có nguy hiểm, thiếu chút nữa anh đã bị người ta chém chết rồi. Lê Văn Vân cạn lời. Nghe thế, ánh mắt Phạm Nhược Tuyết đột nhiên lạnh xuống, hỏi ai? Tên gì mà Đào Vân ấy, chắc là con nhà giàu giống như NATO, cha anh ta tên Đào Lực. Lê Văn Vân nói, thằng cháu này cứ luôn chèn ép anh xong bị anh nói mấy câu đã muốn chém anh rồi. Đại ca, để tôi đi làm thịt thằng nhóc đó cho anh. Trương Vãn Hà xoay đầu nói. Lê Văn Vân lắc đầu đáp, không cần đâu, nó chết rồi, chỗ ăn cơm là nhà hàng Doãn Nhu mở, sau đó thủ hạ của bà ấy đến, người đó có quen anh, tiện tay giúp tôi giải quyết nó rồi. Nhưng mà sau này, cái tên đào lực kia có thể sẽ tìm chúng ta gây phiền phức, dù vậy tôi cũng không quan tâm. Mà này, lần này tôi có một thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Lê Văn Vân liếm môi nói. Hửm, đám người nhìn về phía anh, Liễu Ngọc lên tiếng, sao thế? Lấy được hai cô gái lâm khả hân đó rồi à? Lê Văn Vân, em nói anh này, đợi để khi tịch tịch phát hiện, nhất định sẽ tố cáo với dược. Em không hiểu, tịch tịch xinh đẹp như thế, vậy mà anh còn ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Phạm Nhược tuyết nhướng mày hỏi, tịch tịch, đỗ tịch tịch. Đúng vậy, Liễu Ngọc nói, bạn gái Lê Văn Vân, đã gặp phụ huynh rồi, các chị không biết hả? Phạm Nhược Tuyết nghe thế thì lộ vẻ mặt quái dị, sau đó nhìn Lê Văn Vân, anh được đấy. Má nó, hiểu lầm to rồi, lúc đó là anh bảo đỗ tịch tịch giả làm bạn gái anh để ứng phó với bố mẹ, khoảng thời gian đó bố mẹ cứ thúc cưới mỗi ngày, bắt anh đi xem mắt nữa. Giữa anh và đỗ tịch tịch tuyệt đối trong sạch, nói xong anh chừng mắt nhìn Liễu Ngọc, Liễu Ngọc à, em không thể vụ oan cho anh em một cách vô căn cứ như thế, trong tim anh chỉ có một mình bác sĩ Phạm thôi liễu ngọc bĩu môi nói sao em biết chứ em chỉ biết anh đã đưa cô ấy về gặp bố mẹ anh rồi thôi thu hoạch của anh là gì phạm nhược biết dường như không có ý muốn quá xoắn suýt vấn đề này trực tiếp quay lại vấn đề lúc nãy của lê văn vân mẹ nó bị liễu ngọc đánh trống lãng đi xa thế đấy lê văn vân đáp thì là lần trước trần tiêu có nói cho anh phương pháp kia có thể có tác dụng vào thời khắc sinh tử có thể khôi phục chân khí hôm nay anh cũng cảm giác được nhưng mà sau khi thủ hạ của doãn nhu đi vào cảm giác nguy hiểm biến mất dấu hiệu khôi phục chân khí kia cũng biến mất không thấy luôn nhưng điều này chứng minh được cách này đúng thật là có tác dụng phạm nhược tuyết liếc nhìn anh nói xem ra phương pháp kia đúng là dùng được bây giờ anh bị phong bế chân khí là bởi vì thân thể tổn thương quá nhiều dẫn đến tự phong bế chân khí không thoát ra được nhưng dưới tình huống nguy hiểm ý thức tự bảo vệ của thân thể sẽ bị kích thích thế nên chân khí sẽ khôi phục Cô vừa làm đồ ăn vừa nói lên suy nghĩ của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 780.